Họ đã có được cho mình 36 điểm và đang có mặt ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, cùng khoảng cách 5 điểm so với đội dẫn đầu. Ở vòng đấu tới đây, thử thách của thầy trò huấn viên Goro Sito sẽ là Central trước đối thủ trên lời đội bóng Tân Binh. Một kết quả khả quan sẽ giúp họ tiếp tục duy trì thế bám đuổi hay thậm chí là bứt phá. Tuy nhiên, đó sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi có một vấn đề lớn đang diễn ra với đội bóng này, đó chính là việc họ đang rơi vào giai đoạn thi đấu khá bất ổn, cụ thể 4 vòng đấu gần đây đã thua tới 3. Đã thế trận đấu tới Gimnasia La Plata có phải làm khách, nơi mà sự bất ổn trong giai đoạn vừa rồi của họ có đang trầm trọng hơn. Cụ thể từ tháng 7 đến nay thầy trò huấn viên Gorosito đã trải qua 8 trận với chỉ hai chiến thắng, còn lại đã thua tới 4 và hòa 2. Chính vì vậy mà việc phải hành quân đến sân Quilquia tới đây thực sự là một trở ngại lớn. Không dừng lại ở đó mối lo còn đến từ chính đối thủ bên kia chiến tuyến, Nguyên như là bỏ dù mới lên chơi ở hạng đấu cao nhất Argentina. Thế nhưng Barracas Central đã chơi không đến nỗi nào, cụ thể cho đến hiện tại họ đã có cho mình 27 điểm sau 21 trận và đang có mặt ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Đặc biệt đáng lưu ý khi trong màn trình diễn của đội bóng này đang được làm nổi bật nhờ những kết quả sân nhà. Cụ thể cả 6 trận gần nhất được chơi tại Chiquitapia. Thầy trò huấn viên Pauli đều đã có điểm thậm chí còn thắng tới năm chính vì lẽ đó mà cuộc đụng độ tới đây sân nhà cũng được xem là yếu tố ủng hộ lớn cho đội bóng này. Với những đặc điểm như thế đây thực sự được xem là thử thách khó khăn cho Gimnasia La Plata. Trên sàn giao dịch châu Á việc nhà cái xếp kèo hòa được thua cũng thể hiện quan điểm tương tự bởi với vị thế đang có so với đối thủ tân binh như Barakas Central thầy trò huấn viên Gorosito lẽ ra phải được xếp ở mức kèo tốt hơn. Chính vì vậy nên đội chủ sân Tapia mới thực sự được xem là cái tên để trông đợi. Ở phương diện tổng bàn thắng so với phong độ ghi bàn không mấy nổi bật mà hai đội đã thể hiện thời gian qua, mức tài xỉu 2 1 phần tư mà nhà cái niêm yết trên thị trường được đánh giá là không quá tệ và từ đó hy vọng cho khả năng xuất hiện kịch bản tương bừng bàn lưới dung cho trận đấu là vẫn có. Chính vì vậy vẫn có thể đặt niềm tin cho mốc trên ở trận đấu này.